Chào các bác nha, chào các bác, cô chú, anh chị. Tình hình dịch bệnh à, sợ quá các bác nhỉ. Chẳng có cái thông tin gì nó sáng sủa cả, mà thời tiết cũng cứ ẩm ương. Được cái cây thì mát các bạn, cứ rét nhưng mà tôi thì nó không khô là được. Nhưng mưa nhiều quá, nhiều nước cũng ngại, ẩm ướt quá, thừa nước rồi. Đấy, thì mong thời tiết ấm lên và thi thoảng có mưa thôi. Mưa suốt thì cũng đất không thoát nổi nữa, cũng không tốt đâu. Đấy, thì vừa mới lao động tay chân kê lại tí. Nhìn trước đây, hôm trước lèm nhèm quá các bạn. Anh em một số các bác đến chơi cũng ngại. Cây đẹp thì mình hết rồi, mà cây cũ thì phôi với lại nuôi nấng cũng không chăm chút lắm, nên là nó cũng lèm nhèm. Đồn chậu nó cũng không có bài bản. Đấy thì kê lại chút. Hôm nào mà có toàn bộ cây đẹp thì lại đồn chậu thay tính tiếp các bạn, cứ dần dần. Đấy, vừa làm được hai hàng đấy, có mấy mét vuông này mãi chẳng đầy các bạn. Đấy, mãi chẳng đầy. Thì hai con đẹp đẽ kia thì là của đại ca gửi rồi. Còn mình thì có ông ngoài thì có số có má, nhưng mà bây giờ đang tốt các bác chẳng nhìn rõ đâu. Hôm nào tôi cắt thì sướng lắm, nhưng mà chưa cắt được, phải được vài tháng nữa. Đấy, các bác nhìn phóng lên dã man nào. Phóng lên dã man nào. Đấy, và cây quê kia thì bắt đầu hồi phục rồi. Bắt đầu hồi phục rồi. Và trước nó bị thối với mấy cái rễ, thì bây giờ hồi phục. Đấy, bác xem qua lại cái mấy cái cây cũng gần đây mới đưa về đây, mới cắt đây. Cây này thì cắt hôm sau Tết này, khai xuân lên trên Hà Nội cắt đây. Vâng, đấy là cây này. Còn đây các bác nhìn thích không? Hôm trước tôi chưa cắt những cái này, nhưng thôi, cắt thì cho gọn, mình nuôi lại. Mà những cái lá cũ kia nó ở cái môi trường cơm nắng nó cũng chậm lắm. Thôi, thay mới toàn bộ đi. Đấy, các bác nhìn thấy nó răng rắc, nó khủng khiếp không? Quá khủng khiếp. Mấy cái níu nó cũng được, tôi bỏ đi rồi. Mai kia tôi làm cạp sạch cái đầu này tí là ok thôi. Răng rắc mặt nào cũng ok các bác. Các bác nhìn miên man lắm, sạch sẽ ra một cây xanh quê, nhưng mà răm rất là mập các bạn, răm rất mập và da sáng vàng như điền. Các bác nhìn nó không mưa thì nó sáng lắm. Hôm trước quay đêm nhìn các bác phân chi răm lại nó hợp lý hơn. Vừa nãy khấu cái đầu kia bớt đi, đầu này bớt đi bởi vì là cắt được dây rồi, cắt được cái níu rồi, không cần chỗ níu nữa. Đấy các bác nhìn. Đấy, sơ bộ các bác nhìn cây này có thấy mê không? Em thấy mê lắm. Mà mưa này lại tốt. Đất sau từ đây trở đi là cây rất khỏe các bác nhé. Phun rễ rồi lộc lá. Đấy các bác ạ. Có nước mà. Lạnh không quá lạnh, có nước. Đấy, còn con ốc sên này các bác nhìn này. Tôi không biết phải tại nào mà nó là một con rất kinh điển xanh quê các bác, nhưng mà để nó líp được những cái sẹo như này thì thử hỏi các bác là bao nhiêu năm tháng mà đến nội thân chỗ nào nó cũng như này nó sạch rồi các bác. Nhìn các bác nhìn nó không thấy lem nhem nữa, sạch rồi, rất giá trị các bác. Tầm bé tầm này đã rất giá trị, nhưng mà con này mà khoảng độ cỡ mà một người khiêng nặng hoặc hai người khiêng vừa tay ấy là chết tiền này các bác, chết tiền. Mình nuôi nó mạnh, nuôi nó lên mạnh. Con đồ nhỏ nhỏ này thì đây không phải là đồ nhỏ, đây là cỡ vừa. Chứ nhỏ nhỏ thì mini cỡ trung, mini này mini cỡ trung. Còn mà cỡ nhỏ hơn rồi xuống thì là hơi khó nuôi. Đấy, và thực tế lên tiền hàng trăm thì rất khó những cây mini. Đẹp kinh điển lắm, một số người mới bỏ tiền ra mua các bạn. Đấy, cơ bản là nó như vậy. Một cây nói chung là một cây rất đẹp. Tôi hy vọng là bàn tay của tôi thì nó sẽ lên. Tất nhiên mình chăm rất là ẩu. Nhiều anh em nói, mình thực tế mà nói các bác là kiến thức tôi rất là nhiều đấy, nhưng mà có làm theo hay không thì các bác thông cảm nhé. Nhiều khi
Nhiều khi anh em lại nghĩ hóa hiểu là mình là thằng chém gió, nhưng mà đúng là mình biết mình không làm. Đấy, đây này, một cây quê này cũng rất hay. Thì dăm xong thì cũng lúc được sau vài hôm thì cũng được đón mưa, mặc dù hôm đấy rất là rét, rất là khô, thì cũng hy vọng là nó không bị bỏ một cái dăm nào nữa. Thì tôi tỉa đã lấy rất là thoáng rồi, đã bỏ đi rất là nhiều rồi, lấy để thoáng để cho nó lên rồi. Các bạn nhìn, đấy, cái kích lại con này bị bọ trĩ nhiều quá, cái mùa này lắm bọ trĩ, phải phun quá, tôi chẳng phun cái gì. Đây, cái này thì cũng đang này rồi. Đấy các bác, cây này đấy, cây này hồi sinh rồi, cây này nó này ở đây rồi, nó này ở đây rồi đấy các bác. Cái này cái lúc mua về người ta cắt đi cái này, tôi rất là tiếc, mặc dù nó vẫn còn sống. Trước đấy tôi biết là nó vẫn còn sống, cái nó phóng ra đây nhìn nó như cái đầu bờ các bác. Nói và nói tục nó như cái đầu bờ đây này ra đây rồi, ok rồi, hy vọng nó khỏe lên. Cây rất già mà sáng, da cũng rất sáng, rất vàng, mà nó mà lụi mất thì thực tế là đáng tiếc, bởi vì cái lúc tôi lấy về người ta để bày bán ở trong nhà các bạn, cho nên nó rất lâu không ai mua, chỉ mình mua thôi mà mình mua giá rất cao đấy. Thế thì về thì lại đâm ra vực ra lại khó, bởi vì người ta để nó thảm hại lâu quá. Đấy thì nhìn nó cũng dễ chịu, mát hơn các bạn. Mấy hôm trước đây cái loạt là lem nhem quẳng hết sang bên này nhờ hàng xóm đây. Đấy mình cũng mỗi tí đây thôi, có một số anh em lên thì biết rồi các bạn. Đây cây si này thì thôi nuôi hy vọng tương lai cây si này là để nuôi nó thành một tí. Thế bây giờ các bác múc thì nó cũng căng đấy, tôi để cái giá lại cây này căng đấy. Thực tế là cây nào cũng bán được các bác ạ, giá nào thôi, chứ mình đói bỏ sư ấy. Mà bán được có tí lãi thì lại đi múc cây tiếp. Mình nói là kinh doanh thì cũng chẳng đúng, mà đúng là kinh doanh cũng thật, mà kinh doanh mà chiến lược thì chắc không phải như mình chỉ là vì mục đích mua cây tiếp. Để nếu bán được mình sẽ múc cái cây nó sẽ nét hơn và đầu tư thêm tiền để múc. Đấy các bạn, bây giờ xuống cắt cái cây si dưới kia đi, cây si này thì lẩm khẩm thôi, nhưng mà cũng tạm tạm nó hoàn thiện, nhưng mà nó cây không phải cây nhiều tiền, nhưng mà cắt tí cho nó vui cái không khí buồn bã này, chẳng biết làm gì các bạn nhá. Xuống thì các bạn xuống cắt cái si thì ở dưới kia kìa, mấy hôm nữa đưa hết lên trên này vì dưới kia là cơm nắng, dưới kia nó là cái mái có mái che, vẫn có nắng hắt vào nhưng nó không đều các bạn nhá.
Đây, nó như thế này được các bạn. Những cây như thế này ngày xưa các cụ rất thích. Thậm chí bây giờ anh em bùng nổ cái truyền thông mà các bác, truyền thông internet nó rất nhanh, đâm ra là anh em chơi cây đều như là những nghệ nhân hết cả các bạn. Dù không biết làm hay không nhưng mà cái mắt nhìn bây giờ rất tốt, đòi hỏi rất cao. Đâm ra những cái cây bình thường người chơi là thực tế là đã rất là đẹp rồi, nhưng mà bây giờ các anh em gần như là cũng không ưng nữa, cứ thích những cái cây nó thật là siêu phẩm thôi, theo đuổi. Có tiền không ra, mà không có tiền thì vất vả lắm các bạn, mê rồi mà. Đấy. À. Ok, xin cảm ơn các bác nhé. Tôi dọn dẹp chút rác rưởi nhiều các bạn.